Hiền mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị, các bạn, các em đang xem video. Chúc cả nhà một ngày mới thật là an lành và hạnh phúc. Hôm nay Hiền chia sẻ cách làm bánh da lợn lá dứa nước cốt dừa. Cách làm thì rất là nhanh và đơn giản. Đặc biệt nhất hôm nay công thức này á thì mình làm ra bánh mềm, dẻo, ngon, để qua 2-3 ngày cũng không có bị cứng nữa. Và đây là tất cả nguyên liệu của heo. Giờ cả nhà cùng vào bếp làm bánh với heo nha. Trước tiên, heo sẽ đi cắt lá dứa. Heo có chuẩn bị 30g lá dứa, bây giờ heo cắt nhỏ cho vào máy xay sinh tố. Lá dứa thì heo đã rửa thật là sạch rồi. Cắt xong rồi, lúc này heo sẽ cho vào đây 200ml nước lọc xay nhuyễn ra và heo sẽ bắt lại lấy 200ml nước lá dứa. Lúc này thì heo cũng đi trộn bột nha. Ở đây á là 100g bột gạo, còn cái muỗng này là 10g. Mình lường 10 muỗng như vậy sẽ là 100g. Nếu cả nhà không lường muỗng á, thì mình lấy cái chén ăn cơm á, mình lường ngang mặt. Và đây á là bột năng, heo cũng có chuẩn bị 50g. Heo sẽ pha trước cái phần bột của nước cốt dừa nha. Và đây á là muối, heo cũng sẽ cho vào đây 1/4 muỗng cà phê muối. Chén này á là 150g đường cát, bây giờ thì heo sẽ chia làm hai phần. Một nửa cho nước cốt dừa, còn lại lát nữa heo pha với màu lá dứa. Rồi bây giờ thì heo sẽ trộn đều lên cho bột, muối, đường nó hòa lại với nhau. Bột cũng đã được trộn đều rồi, giờ thì heo sẽ cho nước cốt dừa vào nha. Ở đây heo có chuẩn bị 350ml nước cốt dừa đậm đặc. Nước cốt dừa này thì heo vắt ra từ một trái dừa luôn á. Cho nước cốt dừa vào rồi, lúc này thì heo cũng trộn đều lên cho bột nó tan mịn ra. Mình làm nước cốt dừa đậm đặc á, thì cái bánh của mình nó sẽ béo ngon. Heo khuấy một tí xíu thì bột cũng đã mịn lại rồi nè. Như vậy á, là phần bột nước cốt dừa heo khuấy đã xong rồi. Giờ thì heo cũng sẽ để đây cho bột nó nghỉ và nó nở ra nha. Tiếp tục heo sẽ làm cái màu của lá dứa. Màu lá dứa thì heo làm hoàn toàn bằng bột năng luôn. Heo chuẩn bị 150g bột năng. Làm bằng bột năng hoàn toàn á thì khi cái bánh mình làm ra nó dai dai, nó giòn giòn, ngon lắm. Và hai công thức pha bột này thì lượng nước và lượng đường muối như nhau nha. Heo cũng cho vào 1/4 muỗng cà phê muối và phần đường còn lại. Trộn đều lên cho bột, đường và muối nó hòa lẫn lại với nhau. Trộn xong rồi thì lúc này heo cũng có chuẩn bị 150ml nước cốt dừa đậm đặc nha. Và đây á là 200ml nước lá dứa lúc nãy heo xay ra, heo cho hết vào luôn. Rồi heo cũng trộn đều lại cho tất cả nó được tan mịn ra. Lúc đầu bột năng nó hơi cứng cứng như vậy, nhưng mà mình khuấy tí xíu là bột năng á nó tan ra hết như vậy nè. Đó, cả nhà xem lúc này á bột năng cũng đã mịn rồi. Và bột á, khi mình pha, mình dở lên như vậy nè, cái dòng chảy á, nó không quá lỏng, không quá đặc là bột của mình nó đạt rồi đó. Giờ heo để cho bột nghỉ nha. Heo sẽ đi chuẩn bị khuôn. Và hôm nay cái khuôn heo làm bánh là cái khuôn thủy tinh này nè. Khuôn này á, thì độ rộng là 15, độ dài là 22. Heo cho dầu vào và mình sẽ thoa đều. Xong rồi á, thì heo sẽ cho vào sửng để làm nóng khuôn nha. Bột quá thì nãy giờ heo cho nghỉ được tầm 15 phút rồi. Và đây là hai cái giá này á thì nó bằng nhau. Mình sẽ cho vào hai phần bột để lát nữa mình làm bánh á thì bánh của mình sẽ đều và đẹp. Nếu cả nhà không dùng giá thì mình dùng cái cốc hoặc là cái chén á mình làm cũng được nữa, miễn sao á là nó bằng nhau là được rồi hà. Heo đã khuấy bột đều xong hết rồi, bây giờ chuẩn bị heo đi đổ bánh nha. Khuôn á, thì nãy giờ heo đã cho vào sửng hấp được 15 phút và đã rất là nóng rồi. Giờ thì lần lượt heo sẽ cho bột vào, và trước khi cho vào á thì mình cũng sẽ khuấy đều cho bột nó được tan mịn ra. Heo rút kinh nghiệm nhiều lần á làm bánh da lợn, cho nên á heo không có cho màu lá dứa ở dưới, heo sẽ cho màu trắng vào trước. Heo sẽ cho hai giá xong rồi heo đậy nắp lại và mình sẽ hấp ở lửa trung bình trong 5 phút cho mỗi lớp. Sau 5 phút, lớp màu trắng cũng đã chín rồi. Bây giờ thì heo mở nắp ra tiếp tục, heo cũng cho cái lớp màu xanh vào. Mình cũng cho đều hai giá nha. Và cả nhà nhớ là mình hấp ở lửa trung bình, mình không hấp ở lửa quá lớn. Hấp ở lửa quá lớn á, cái bánh của mình nó bị áp, nó phồng lên á. Rồi heo đậy nắp lại tiếp tục hấp ở lửa trung bình 5 phút nữa. Và cứ mỗi lớp như vậy á, mình cho vào, mình cứ canh lửa.
Rồi canh thời gian 5 phút, 5 phút, như vậy là cái bánh của mình nó chín đều ngon hà. Rồi bây giờ tiếp tục heo sẽ đổ lớp thứ 3 và heo sẽ đổ những cái lớp còn lại luôn nha. Và một điều quan trọng hơn á là khi mình đổ cái lớp trên mặt cuối cùng thì mình cũng sẽ hấp ở lửa trung bình trong 20 phút để bánh của mình á nó được chín hoàn toàn. Cái lớp màu lá dứa cuối cùng heo đã hấp xong rồi nè, giờ thì heo sẽ tắt bếp để cho bánh nó nguội nha. Và đây là bánh da lợn của heo đã nguội rồi nè. Hôm qua làm bánh xong á, heo có công việc đi cho nên heo để qua ngày luôn rồi. Giờ sáng á thì heo mới lấy bánh ra nè. Cả nhà xem á, bánh rất là đều nhưng mà màu á thì cũng nhìn rất là đẹp luôn. Rồi bây giờ thì heo sẽ khều cái bánh để lấy ra nha. Và cả nhà xem nè, ở trên mặt á mình khều nhẹ cái hà là cái bánh nó tróc tới ở dưới cái đáy khuôn luôn á. Bánh này á thì làm rất là dễ luôn. Nếu như mà mình làm để mình bán á thì mình làm tối hôm trước rồi hôm sau mình bán cũng được. Với lại nhà mình có đám tiệc gì đó thì mình làm hôm trước hôm sau mình đãi khách cũng rất là tiện và nhanh. Hôm nay trời thương á, cho heo làm cái màu lá dứa nó lên màu đẹp nè. Chứ mấy lần trước á, heo hấp á, sao nó ra cái màu tái sẫm hết trơn hả. Chắc hôm nay là do á, heo làm cái màu lá dứa hơi nhiều á. Cái bánh heo lấy ra được xong rồi, cả nhà xem nè, bánh rất là mềm và dẻo luôn. Và những cái màu á nó đều nhau nhìn rất là đẹp. Rồi bây giờ heo sẽ cho ra cái mâm, rồi heo cắt ra nha. Khi cắt bánh á, thì cái dao heo cũng đã có bọc màng bọc thực phẩm rồi, cho nên á, mình cắt ra cũng dễ lắm. Heo cắt miếng bánh ra xong rồi nè. Wow, cả nhà xem á, ở bên trong chín rất là đều. Và đặc biệt cái bánh của mình nó mềm, nó dẻo rồi nè. Heo cốp nó vô nè, heo vặn vẹo nó luôn á, nhưng mà nó cũng không có gãy, không có bung ra. Đặc biệt á là các lớp á nó dính chặt với nhau nhìn rất là ngon. Rồi bây giờ thì heo sẽ cắt ra thành từng cái miếng nhỏ nha. Đó cả nhà xem nè, bánh á thì nó mềm và nó có cái độ giòn giòn nhẹ, nhìn rất là ngon luôn. Rồi bây giờ thì heo sẽ cắt hết bánh ra luôn nha. Và đây là dĩa bánh heo đã cắt ra rồi nè. Với lượng bột hôm nay thì heo làm được 2 khuôn cho nên á bánh của mình nhiều lắm. Heo lấy miếng bánh lên cả nhà xem nè, cái bánh nó rất là bóng luôn tại vì á nó có nước cốt dừa, đặc biệt nó rất là dẻo nè. Đó, heo cốp lại như vậy mà nó không bung lớp ra luôn á, và nó rất là mềm dai nữa. Rồi bây giờ thì heo sẽ lột cái lớp ra cho cả nhà xem nha. Làm bánh da lợn rất là quan trọng, mình bóp lại nó không bung nhưng mà khi mình lột ra thì nó tách dễ dàng như vậy nè. Đó, cái bánh á, mỗi một lớp như vậy nó rất là khô ráo, nó dính chặt lại với nhau nhưng mà mình lột ra thì nó tách ra rất là dễ. Như vậy á, cái bánh da lợn của mình đã đạt rồi đó. Cái lớp bánh lá dứa á, thì nó rất là mềm dai luôn. Heo sẽ lột tiếp ra nha. Đó, đó, nó rất là dễ tróc luôn, nhìn rất là ngon. Cái lớp bánh nước cốt dừa thì nó trắng tinh luôn nè. Wow, nhìn rất là ngon luôn. Rồi, giờ heo mời cả nhà thưởng thức bánh da lợn với heo nha. Bánh da lợn á, nó rất là thơm và rất là béo luôn á. Đặc biệt á, là cái độ dai mềm rất là vừa phải, nó không bị quá cứng cũng không bị quá nhão nữa. Vị ngọt á, thì cũng rất là vừa luôn. Nếu mà cả nhà mình thích ăn ngọt thêm á, thì mình có thể cho thêm đường nha. Heo đã làm rất là nhiều công thức bánh da lợn, nhưng mà cái công thức bánh da lợn lá dứa nước cốt dừa này á, thì heo rất là thích. Tại vì á, ăn rất là ngon, nó vừa béo nước cốt dừa mà thơm lá dứa nữa. Đặc biệt nhất heo thích nhất á, là khi mình ăn bánh da lợn á, thì mình lột ra từ lớp á, ăn cảm giác nó ngon lắm. Cách làm á, thì rất là nhanh và dễ, nguyên liệu á, cũng đơn giản và rẻ tiền. Mình chỉ cần có 150g đường, 100g bột gạo, 200g bột năng, rồi 500ml nước cốt dừa, 200ml nước lá dứa là mình đã làm ra được một cái bánh da lợn rất là ngon cho gia đình mình thưởng thức rồi. Đối với 300g bột này á, thì heo làm ra nhiều bánh lắm á, một mâm như vậy. Còn một khuôn nữa, nếu cả nhà làm bánh này á, để mình kinh doanh thì cũng rất là lời. Và mình làm để đãi khách cho những ngày nhà mình có tiệc á, thì cũng rất là ngon. Hy vọng chia sẻ của heo sẽ mang đến cho cả nhà thêm một cách nữa để mà mình làm ra một món bánh da lợn thật là ngon cho gia đình mình thưởng thức nha.
Và video của Heo đến đây là hết rồi. Heo kính chúc quý ông bà, cô chú, anh chị, các bạn, các em thật là nhiều sức khỏe. Thích video và thương Heo, xin cho Heo một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Khi đăng ký, cả nhà vui lòng nhấn vào chuông để nhận video mới. Heo cảm ơn đã xem và hẹn gặp cả nhà ở video tiếp theo. Chúc cả nhà làm thành công và ngon miệng với bánh da lợn, nước cốt dừa, lá dứa nha.